ối nha các bạn ha. Khởi động bằng cái bài khó khó rồi qua cái bài này dễ hơn. Hy vọng là các bạn cảm thấy thoải mái hơn. Thứ nhất, vai trò của bánh nhau mình nhắc lại tí thôi chứ chắc các bạn ai cũng biết rồi. Bánh nhau là một cái cơ quan trung chuyển giữa mẹ và thai. Nó giữa mẹ và thai là không có tiếp xúc trực tiếp cái gì hết trơn á. Tất cả là thông qua cái bánh nhau hết. Và cái bánh nhau này rất là quan trọng, là vừa chức năng nội tiết, vừa chức năng ngoại tiết, vừa chức năng giúp cho thai nhi hô hấp và chuyên chở chất dinh dưỡng từ mẹ đến thai, cũng như là những cái chất thải của từ thai trở về mẹ. Chất thải là khí khí carbonic đồ đó, chứ không phải là chất thải là những cái chất ở trong những cái chất đi thải khác đó, thì nó qua đường thận, qua đường thận rồi ra nước tiểu rồi vân vân, thì không phải ha. Chuyên chở này là của cái phần hô hấp về dinh dưỡng, và chất thải là khí carbonic quay trở về tuần hoàn máu mẹ và được hấp thu ra ngoài. Rồi và do đó đó, khi mà chúng ta siêu âm một cái thai kỳ á, thì chúng ta không chỉ chú ý đến thai nhi không ha, mình phải chú ý đến bánh nhau, nước ối cũng như là những cái phần phụ của thai, để mà mình có một cái thai kỳ khỏe mạnh, toàn vẹn, thì mình phải chú ý đến những cái cơ quan quan trọng đó. Mặc dù nó không trực tiếp là thai nhi nhưng mà nó là cái cơ quan có chức năng rất là quan trọng. Thì siêu âm bánh nhau bình thường á, thì bắt đầu từ lúc thai 8 tuần, các tế bào nuôi quanh túi ối đã tạo thành một đường viền eco dày quanh cái túi thai rồi, các bạn sẽ thấy đường viền eco dày quanh túi thai. Đó là cái bánh nhau sơ khai đó, bánh nhau ở giai đoạn đầu của mà mình có thể nhìn được bằng mắt thường. Em một cái thai 8 tuần là mình đã thấy được một cái viền eco dày rất là rõ rồi ha, rất là rõ. Rồi từ 10 đến 12 tuần thì bánh nhau nó đã biệt hóa rồi, thấy rõ ràng một cái bánh nhau rõ ràng rồi. Thì bánh nhau bình thường nó có dạng hình đĩa hoặc là hình bầu dục, có nhiều múi ở giữa dày, mỏng dần ở ngoại vi, cái đó mình biết rồi, mình cũng không cần nhắc nhiều ha. Độ dày trung bình của cái bánh nhau đó, nó sẽ bằng khoảng ha, khoảng khoảng tương đương với cái tuổi thai mà tính bằng tuần. Ví dụ như là thai nhi khoảng 20 tuần thì cái bề dày của bánh nhau khoảng 2 cm. Nó khoảng khoảng đó. Và ở cuối thai kỳ thì thường là dưới 40 mm, chứ nó không có trên 40. Phân loại độ trưởng thành của nhau thì độ các bạn cái này các bạn về tự đọc và nhớ tìm cách để thuộc, bởi vì nó liên quan đến vấn đề thực hành á, thực hành mỗi ngày của mình á. Nhớ là độ 0 thì nó nhẵn lắm, nó nhẵn và nó mịn. Độ 1 thì bắt đầu bản đệm nó lượn sóng nhấp nhô nhưng nó vẫn còn rất là mịn. Và độ 2 á, thì là bản đáy đã bắt đầu có canxi hóa rồi. Có dấu hiệu. Các bạn làm ơn tắt cái mic giùm đi các bạn ha. Các bạn đừng 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 làm ảnh hưởng đến người khác ha. Tắt cái mic giùm mình đi. Bạn nào đang nghe có mở mic thì tắt liền, để đừng làm phiền đến các bạn khác. Bản đáy độ 2 thì bản đáy sẽ có canxi hóa, tăng âm dấu phẩy từ bản đệm vào bánh nhau. Nhớ là bắt đầu độ 2 là có canxi hóa, và độ 3 là canxi hóa rất là nhiều. Ở đâu? Ở xung quanh của những cái hồ huyết là có những cái vòng tròn canxi hóa nè. Rồi cái bản đệm nó có những cái vết hằn và canxi hóa bản đáy luôn. Bản đệm thì là lúc từ ban đầu đã có rồi, tới bản đáy cũng có luôn. Và đường tăng âm nó sẽ đi từ bản đệm đến bản đáy, nó sẽ tạo thành những cái múi nhau. Nó tạo thành những cái múi nhau ở giai đoạn 3 này, mình thấy rõ từng múi nhau. Đây độ 0, nó rất là nhẵn mịn. Và cái bản đáy này của nó, bản đệm chứ, xin lỗi, bản đệm này nó cũng rất là mịn màng. Độ 1 thì bắt đầu bản đệm nó nhấp nhô rồi, nhấp nhô. Nhưng mà cái khoảng âm nó vẫn còn mịn. Tới độ 2 là nó đã bắt đầu có những cái nốt canxi hóa ở trong bánh nhau, và cái nốt canxi hóa hình dấu phẩy đi từ bản bản đáy xuống bản đệm, nó hình
nó có hình dạng giống như dấu phẩy nó dài dài rồi, chứ nó không phải nó dạng chấm chấm, nó không phải dạng chấm chấm nữa. Và độ 3 thì canxi hóa rất là nhiều và nó đi từ bản đáy xuống bản đệm luôn, nó tạo thành những cái múi nhau như thế này, và có những cái hồ huyết tròn tròn ở trong trong bánh nhau á, thì nó sẽ canxi hóa vòng xung quanh, nó tạo thành những cái vòng tròn canxi hóa. Phân nhóm thì theo random thì nó sẽ có phân nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3. Đối với nhau, nhóm 3 là tương đương với nhau bám thấp, nhau tiền đạo. Và nhóm 1 và nhóm 2 thì không thuộc về hai bám nhau bám thấp, nhau tiền đạo. Nhưng mà nhóm 1 thì khác nhóm 2 á, là bánh bờ trên bánh nhau vượt quá vị trí đáy của tử cung. Còn nhóm 2 bờ trên bánh nhau vượt trên 1/2 thân tử cung thôi. Thì cái thật sự ra cái phân loại này là phân loại kinh điển. Kinh điển, nhưng thật sự có một số trường trong lúc thực hành lâm sàng á, thì có một số các cái trường hợp á, cũng khá nhiều chứ không ít đâu, là cái bờ trên bánh nhau vẫn vượt qua vị trí đáy tử cung, hoặc là bờ trên bánh nhau vẫn vượt qua 1/2 trên thân tử cung, nhưng mà bờ dưới bánh nhau nó vẫn đến lỗ trong của tử cung, hoặc là nó vượt qua khỏi lỗ trong của tử cung, lại vì nó cái bánh nhau nó trải rộng. Và do đó nếu như là lúc đó thì mình sẽ xếp nó là nhóm 1 hay nhóm 2 hay nhóm 3 đây ha, thì lúc đó mình sẽ xếp phụ thuộc vào bờ dưới bánh nhau nha các bạn ha, lúc đó mình sẽ phụ thuộc vào bờ dưới nhau. Khi bờ dưới bánh nhau an toàn rồi thì mình mới xét bờ trên để mình phân nhóm 1 hay nhóm 2. Còn khi mà bờ dưới mà thấp thì nó sẽ thuộc về nhóm 3, cho dù là bờ trên bánh nhau đến vị trí nào. Và chúng ta sẽ không không đọc là nhau tiền đạo hay nhau bám thấp ở tuổi thai trước 32 tuần. Đây, rất là nhiều trường hợp á, các bạn đọc là nhau tiền đạo ở tuổi thai mười mấy tuần hay là tuổi thai 20 mấy tuần thì sau này nó sẽ bị thay đổi do cái đoạn dưới của tử cung nó càng ngày khi nó thành lập nó càng ngày nó càng dài ra, và lúc đó bánh nhau nó sẽ nằm không còn thấp nữa. Còn ở cái tuổi thai còn nhỏ nó cái kích thước của cái bánh nhau nó to so với cái tử cung á, nó còn nhỏ, cho nên bánh nhau nó thường hay là nó hay chiếm toàn bộ cái bờ trên hoặc là bờ trước hoặc là bờ sau của bánh nhau, và lúc đó chúng ta đọc là nhau bám thấp thì rất là dễ bị sai. Chỉ sau 32 tuần thì mình mới mới gọi là mới fix cái chẩn đoán là nhau nhau tiền đạo hoặc là nhau bám thấp. Còn ở trước cái tuổi thai đó, nếu như chúng ta thấy bánh nhau nó gần cái lỗ trong quá hoặc là bánh nhau nó vượt qua lỗ trong thì chúng ta sẽ ghi nhận và hẹn bệnh nhân quay lại tái khám. Và phân loại nhau tiền đạo như thế nào, đối với những cái nhau nhóm 3 mà ở tuổi thai trên 32 tuần mình sẽ phân loại nhau tiền đạo như thế nào? Thứ nhất, nó chia thành 4 loại. Bờ dưới bánh nhau cách lỗ trong của tử cung dưới 2 cm, đối với nhau tiền đạo loại 1 là dưới 2 cm, loại 2 là bám đến lỗ trong của tử cung, loại 3 là vượt qua khỏi lỗ trong của tử cung nhưng không đối xứng, và loại 4 là vượt qua cổ tử cung. Vượt qua khỏi lỗ trong cổ tử cung và đối xứng qua lỗ trong cổ tử cung, có nghĩa là tràn qua khỏi lỗ trong cổ tử cung, nhưng mà bờ trước và bờ sau gì của cái bánh nhau á, bờ bờ trơ, đều đều cân đối với nhau so với lỗ trong cổ tử cung. Đây cái nhau nhau nhóm 1 đây. Nhau nhóm 1 là bờ trên của bánh nhau vượt qua phần đáy của tử cung. Đây nhóm 2 đi, bờ trên bánh nhau chưa đến đáy của tử cung nhưng nó đã vượt qua 1/2 thân tử cung. Và nhóm 3 là khi bờ dưới của bánh nhau khi nó thuộc lại nhau bám thấp thì mình gọi là nhóm 3 ha. Loại 1, nhau tiền đạo loại 1. Khi cái lỗ cái đường cái bờ dưới của bánh nhau cách lỗ trong cổ tử cung, cách lỗ trong cổ tử cung dưới 2 cm, khi bờ dưới bánh nhau đến lỗ trong cổ tử cung là loại 2. Khi bờ dưới bánh nhau qua khỏi lỗ trong cổ tử cung nhưng mà cái nó vẫn không có cân đối qua lỗ trong cổ tử cung thì nó là loại 3, và khi nó vượt qua khỏi lỗ trong che kín hoàn toàn lỗ trong cổ tử cung và cái bờ trước cũng như bờ sau hay còn gọi là bờ trên bờ dưới gì đó đều cân đối qua cái lỗ trong cổ tử cung hết thì nó là loại nhau tiền đạo loại 4. Thì mình có đây
Nhau tiền đạo loại 1, đây mình thấy cái lỗ trong cơ tử cung đây. Bánh nho nó cũng nằm gần lỗ trong, nhưng mà cái vẫn còn một khoảng nữa mới đến lỗ trong. Thì cái đoạn này nè, dưới 2 cm thì nó là nhau tiền đạo loại 1. Đây là lỗ trong của tử cung. Xin lỗi, đây là nhóm 2 đi. Đây lỗ trong của tử cung ở đây, và bánh nhau bờ dưới bánh nhau đến ngay lỗ trong của tử cung. Đây là nhau tiền đạo loại 2. Còn đây là nhau tiền đạo loại 3, đây là lỗ trong của tử cung và bờ dưới bánh nhau qua khỏi lỗ trong của tử cung một đoạn nè. Nhưng mà cái phần ở phía sau này nè, cái bánh nhau nó vẫn nhìn chiếm nhiều hơn so với cái phần bánh nhau tràn qua khỏi lỗ trong của tử cung, nó không có cân đối qua lỗ trong của tử cung. Và loại 4 là cái lỗ trong ở đây, bánh nhau tràn qua bích kính hoàn toàn lỗ trong của tử cung, và ở phía trước và phía sau đều như nhau, đó là nhau tiền đạo loại 4. Mình nói về nhau cài răng lược. Nhau cài răng lược là sự dính chặt bất thường của bánh nhau vào sâu bên dưới của thành tử cung. Đó. Có nghĩa là bình thường á là giữa bánh nhau và cái cơ tử cung nó sẽ có một cái lớp ngoại sản mạc ngăn cách. Chính vì á các cái lớp ngoại sản mạc ngăn cách đó nên khi mà nó bong nhau á, cái ngoại sản mạc nó bong ra luôn. Đó, cái ngoại sản mạc nhạc nó bong ra một cách dễ dàng, bánh nhau nó dính một cách nó dính bình thường thôi, nó dính chặt, nhưng mà trong cái thời kỳ mang thai nó dính chặt, nhưng mà nó dính một cách chặt bình thường thôi, và khi nó bong được cái ngoại sản mạc ra thì cái bánh nhau nó cũng bong ra theo. Còn khi có sự dính chặt bất thường á, là đầu tiên á, là cái lớp ngoại sản mạc đó nó không còn, có một cái đoạn đó nó không còn, làm cho cái bánh nhau nó dính vô cái tử cung rất là chặt. Làm và ở tùy mức độ, nếu như mà cái bánh nhau á nó chỉ tiếp xúc với cơ tử cung mà không có ngoại sản mạc thì là nó dính thôi, nhưng mà nó không có, nó là nhau cũng là nó dính, nhưng mà nó gọi là nhau bám chặt, nó bám chặt thôi. Còn nếu nó ăn vào cái cơ tử cung luôn á thì nó lại là nhau tiền đạo, nhau cài răng lược mà thể thể agreta đó, thì xin lỗi các bạn, thể indreta đó, thì nó ở cái mức độ sâu hơn, và ở cái thể mà pereta là nó ăn sâu vào cái cơ tử cung và nó xuyên qua khỏi lớp thanh mạc tử cung và nó ra bên ngoài luôn. Như vậy là nó sẽ nặng hơn, ở cái mức độ nặng hơn. Yếu tố nguy cơ của cái sự dính chặt của cái bánh nhau vào cái cơ tử cung đó là sao, là mẹ đa thai hay mẹ lớn tuổi mà có tiền căn sinh mổ lấy thai, hoặc tiền căn can thiệp buồng tử cung, hoặc là có nhau tiền đạo. Cái yếu tố nhau tiền đạo này rất quan trọng thưa các bạn, rất là quan trọng luôn ha. Người ta đã nghiên cứu thống kê là khi có nhau tiền đạo cái khả năng mà cài răng lược nó lên từ 6 7 gấp 6 7 lần của một cái thai kỳ bình thường, so cho đến gấp 10 lần một cái thai kỳ bình thường. Và cái hệ quả là nó sẽ dẫn đến chảy máu rất là nhiều và tăng nguy cơ nhiễm trùng hậu sản, cũng như là khả năng mổ cắt tử cung rất là cao. Tử vong mẹ có thể xảy ra do cái tình trạng chảy máu nhiều, cũng như là do cái hệ quả của cái việc truyền máu mà khối lượng lớn. Khi chảy máu nhiều thì mình truyền máu khối lượng lớn, nó cũng gây gây rối loạn huyết động học cho bà mẹ, và mẹ có thể tử vong. Đặc biệt á, nhau cài răng lược có thể xâm lấn vào cơ quan lân cận như là bàng quang, cũng như vách chậu, cũng như là những cơ quan lân cận khác. Phân loại nhau cài răng lược như nãy mình có nói đó, thì cái thể agreta là cái thể nhẹ nhất, là khi không có lớp ngoại sản mạc ngăn cách giữa cái cơ tử cung và cái bánh nhau, nó dẫn đến là cái lông nhau nó tiếp xúc với cơ tử cung và nằm ở trong lớp màng rụng. Nó cái thể này là nhẹ nhất và chiếm 80% các trường hợp. Rất là may mắn là nó chiếm 80% ha. Và cái thể thứ hai là thể indreta là chiếm 15% trường hợp là lông nhau nó đã qua khỏi cái cơ tử cung luôn, nó xâm lấn vào lớp cơ tử cung luôn, chứ không phải là qua khỏi, xâm lấn vào cái cơ tử cung. Và cái pereta là ít nhất
nhưng mà là cái thể nguy hiểm nhất là lông nhau nó xâm lấn qua khỏi tử cung đến lớp thanh mạc và xuyên qua lớp thanh mạc tử cung vào bàng quang hoặc cơ quan lân cận. Thì đây là cái trường hợp bình thường là các bạn thấy là giữa cái cơ tử cung, giữa cái cơ tử cung, đây là cái bánh nhau ha. Thì giữa cái cơ tử cung và cái bánh nhau nó vẫn còn cái lớp màu trắng trắng nè, lớp màu trắng trắng đó là cái ngoại sản mạc đó, cái ngoại sản mạc. Và khi khi mà sinh đó thì cái lớp ngoại sản mạc này nó bong ra, cái lớp trắng trắng đó nó bong ra và cái bánh nhau nó cũng bong theo dễ dàng. Còn là cái trường hợp bình thường, rồi tới cái thể Agrata là nó mất cái thể cái màu trắng trắng đó rồi, cái bánh nhau nó tiếp xúc trực tiếp với cơ tử cung và chính cái sự tiếp xúc trực tiếp này là có cái sự dính bất thường rồi, nhưng mà dẫu sao nó cũng vẫn chưa cài vào cái cơ tử cung. Đây là thể Agrata. Rồi đây là cái thể Indraṭa, là ngoài khi nó tiếp xúc với cơ tử cung rồi nó còn ăn vô một phần của cơ tử cung nữa. Rồi tới cái thể Paṛita là cơ tử cái bánh nhau nó ăn hết cái cơ tử cung, lan ra khỏi lớp thanh mạc vào trong bàng quang ở phía trước hoặc là những cái cơ quan lân cận ở phía bên. Đó là cái thể Paṛita, đây là cái thể mà rất là nặng luôn. Thì những cái dấu hiệu trên siêu âm là gì? Cái xoang mạch máu không đều, bánh nhau nó có dạng mo ít thân, có nghĩa là cái dạng mà lỗ lỗ hang hang ở trong bánh nhau như thế này nè. Những cái dạng bánh bánh cái xoang lacunae, có nghĩa là những cái xoang mạch máu hình dạng không có đều và có hình ảnh bất kỳ, cái hình dạng nó bất kỳ. Thường là những cái xoang mạch máu, gọi là những cái hồ huyết ở trong bánh nhau đó, nó sẽ có dạng tròn đều và nhỏ nhỏ thôi, vừa vừa thôi. Thì cái lacunae này là cái xoang mạch máu đa hình dạng không tròn đều và nó có hình thù bất kỳ, nó có thể là nhỏ cho tới rất là lớn. Nói đến cái nhau cài răng lược thì mình phải hiểu về trên hình ảnh siêu âm là mình phải hiểu cái hình ảnh của phức hợp sau nhau. Giờ mình xem cái video này. Đây, giữa cái cơ tử cung và cái bánh nhau nó sẽ có một cái đường viền eco kém. Đường viền eco kém rất là mỏng manh. Mình xem lại nha. Nó có một cái viền eco kém ngăn cách giữa cái cơ tử cung và cái bánh nhau, cái viền rất là mỏng manh. Đây là một cái bánh nhau bình thường, các bạn thấy nó có cái viền suốt dọc từ từ trên từ đáy tử cung xuống cho tới dưới kết thúc bánh nhau, nó đều có cái đường viền eco kém đó hết. Thì cái bánh nhau này nó vẫn còn cái lớp ngoại sản mạc hay còn hay là nằm trong một cái phức hợp sau nhau, là khi mà cái nhau nó bong thì cái phức hợp sau nhau này nó bong ra, nó làm cho cái bánh nhau bong ra một cách dễ dàng. Còn trong trường hợp mà nhau cài răng lược thì nó mất cái phức hợp sau nhau, nó mất cái đường eco kém giữa bánh nhau và cơ tử cung. Các bạn thấy là đang đây nó có đường eco kém nè, nó có cái đường eco kém rất là mỏng như sợi chỉ, thì đây tự dưng nó gián đoạn, nó không còn nữa, tới đây nó xuất hiện trở lại. Đây là cái trường hợp gián đoạn mất đường eco kém. Thì các bạn thấy nè, cái đường eco kém là mình nhắc lại cho các bạn xem, cái đường eco kém nó mỏng mảnh như sợi chỉ ha, rất là mỏng manh, thì đây nó biến mất. Đây là một dấu hiệu của nhau cài răng lược, mất lớp cơ tử cung là dấu hiệu thứ hai. Các bạn thấy là giữa bánh nhau nè và cơ tử cung nè, cơ tử cung nó có dạng eco kém hơn bánh nhau một chút, kém hơn bánh nhau. Mình thấy rõ ràng là giữa cơ tử cung và bánh nhau nó vẫn còn cái ranh giới và cái cơ cơ tử cung mình vẫn còn thấy một cái lớp đàng hoàng. Thì ở trong trường hợp này mình không thấy nữa rồi, không thấy cái cơ tử cung đâu hết. Đây là dấu hiệu thứ hai là mất lớp cơ tử cung. Nên là mình ảnh mình phóng phóng to hơn. Nên mình thấy là không có còn lớp cơ tử cung đâu hết trơn, toàn là bánh nhau nó xâm lấn vào. Và đây là cái chỗ này là cái lớp thanh mạc của tử cung. Trên này là cái bàng quang và nó có hình ảnh nhú nhú lên. Có hình ảnh cực kém, này là cái mạch máu đó. Mạch máu nó xâm lấn vào trong qua khỏi cái lớp thanh mạc, nó nhô vào trong lòng bàng quang luôn.
thành bàng quang bị gián đoạn xâm lấn. Thì cái dấu hiệu thành bàng quang bị gián đoạn xâm lấn là rất là đặc hiệu của nhau cài răng lược. Khi mà mình thấy cái dấu hiệu mà thành bàng quang bị gián đoạn xâm lấn thì chắc chắn nó là nhau cài răng lược rồi, và thậm chí nó là nhau cài răng lược thể Peritha luôn á, là thể nặng nhất. Nhưng mà không phải cái trường hợp nào nhau cài răng lược cũng có dấu hiệu này. Tại vì sao? Tại vì cái thể Peritha nó chiếm có 5% thôi à. À, cho nên nó không có nhiều đâu. Còn cái thể Inreta là chỉ chiếm có 15% thôi à. Cho nên cũng không có nhiều đâu. Mà thông thường là nó là cái thể Areta 80% là nó vẫn còn lớp cơ tử cung. Nó vẫn còn lớp cơ tử cung và không có dấu hiệu xâm lấn bàng quang. Mà nó chỉ mất cái phức hợp sau nhau thôi. Nó mất cái đường viền eco kém ranh giới giữa bánh nhau và cơ tử cung thôi. Và như vậy thì sao? Cho nên mình khi mà mình xem cái nhau cài răng lược, mình phải chú ý nhất là cái dấu hiệu phức hợp sau nhau, nó quan trọng lắm. Còn khi thấy cái dấu hiệu mất cơ tử cung cũng dễ xem hơn, và cái dấu hiệu mà xâm lấn bàng quang cũng dễ xem hơn, nhưng mà đây là cái dấu hiệu không có độ nhạy cao, mình nhớ là như vậy. Đây mình thấy một cái thành bàng quang bình thường nè, đây là trường hợp nhau cài răng lược không có xâm lấn bàng quang ha. Và nhau, ô, xin lỗi, đây là một cái trường hợp nhau tiền đạo không có cài răng lược, không có xâm lấn bàng quang, và đây là mình thấy cái lớp thanh mạc bàng quang nó vẫn còn nguyên vẹn đây. Trong khi trường hợp này mình thấy cái cơ tử cung cũng không thấy rõ, và có một cái cục lồi vào trong lòng bàng quang như thế này, đây là chính là cái bánh nhau này, với cái hình ảnh mô ít là cái xoang mạch máu đa hình dạng này, nó nằm trong này luôn. Đó, đây chính là hình ảnh xâm lấn của bánh nhau vào trong bàng quang, lồi vào trong lòng bàng quang. Lỗi các bạn, mình nghe cái điện thoại chứ khoan tí. Mình sẽ thấy có hình ảnh dòng chảy xoáy trên lớp lơ màu. Thì bình thường á, cơ tử cung khi mang thai nó cũng có sự tăng sinh mạch máu, nhưng mà tăng sinh mạch máu ở mức vừa phải thôi, và cái mạch máu nó có cái vận tốc chảy á, cũng ở mức độ trung bình thôi ha. Cao so với cái người bình thường nhưng mà trung bình so với cái người mang thai thôi, vừa phải thôi. Còn có nghĩa là mạch máu của cái cơ tử cung mà nó trên cái cơ tử cung của cái người mang thai bình thường nó có dòng xanh dòng đỏ, nó cũng có dòng xanh dòng đỏ, nhưng mà nó rõ ràng, xanh là ra xanh mà đỏ là ra đỏ. Còn khi mà bạn thấy cái dòng máu mà ở trên nó có cái dòng chảy xoáy, có nghĩa là cái vận tốc nó rất cao á, là nó sẽ có thành màu vàng hoặc màu cam như thế này, cái màu nó lợt màu như thế này, thì nó là chính là cái dòng chảy xoáy. Dòng chảy xoáy này vận tốc này rất là cao, cho nên trong cái trường hợp mà nhau cài răng lược á, nó sẽ có những cái dòng chảy xoáy trên lớp lơ màu xuất hiện giữa ở trên cơ tử cung, cũng như là ở ranh giới giữa tử cung và bánh nhau, cũng như là ở trên thành bàng quang, mình sẽ thấy những cái dòng chảy xoáy trên lớp lơ màu như thế này, các bạn xem đó. Ví dụ như bình thường ở cơ tử cung bình thường mình chỉ thấy dòng xanh hay dòng đỏ bình thường thôi, còn ở trong trường hợp thì mình sẽ thấy rất là nhiều cái dòng màu cam, màu lợt lợt, đó chính là những cái dòng chảy xoáy đó, dòng chảy xoáy trên lớp lơ màu, mà nhiều như vậy ha, nó tập trung nhiều như vậy. Rồi mình thông qua cái phần nhau cài răng lược ha, thì mình không nhớ rõ lắm, nhưng mà hình như các bạn sẽ được học thêm cái phần nhau cài răng lược ở ở một cái bài trong chương trình đó, hình như bài của cô Hà Tố Nguyên cũng có đó. Slide của cô bị che một phần không thấy ở đâu các bạn, ở cái thanh nào, rồi các bạn thấy rõ Che hết cái viền xung quanh đó cô ơi, lại bị viền che xung lại quanh giờ đỡ rồi cô, được rồi. à? Xong rồi ha, được rồi ha bạn ha. Yeah.
Rồi mình thà mình chuyển sang những thay đổi về hình dạng của bánh nhau. Thì những thay đổi về hình dạng của bánh nhau, cái này là những cái phần, những cái gọi là những cái hình ảnh mà hiếm hiếm gặp, ít gặp, ít gặp trong cái của bánh nhau. Thứ nhất là bánh nhau phụ. Bánh nhau phụ bình thường bánh nhau là một khối thống nhất thôi, nhưng mà khoảng 8% có bánh nhau phụ ở phần gần hoặc là xa bánh nhau, nghĩa là nó tách ra thành một cái khối nhau phụ. Rồi các mạch máu sẽ nối liền từ bánh nhau đến bánh nhau phụ nằm, có nghĩa là cái mạch máu chính đi vào trong bánh nhau á, cái gì cường rốn á, nó cắm vô cái bánh nhau chính, và trong cái từ từ những cái mạch máu của cái bánh nhau chính đó, những cái mạch máu phân chia từ cái cuốn rốn đó, nó sẽ phân chia thành những cái mạch máu chạy trên bề mặt của bánh nhau chính, đúng không? Nó sẽ chạy nối liền qua cái bánh nhau phụ và nó để nó cấp máu cho cái phần bánh nhau phụ đó. Còn cái bánh nhau phụ nó không có cái gì rốn cắm vào ha. Chẩn đoán siêu âm xác định bánh nhau phụ để đề phòng sót nhau gây xuất huyết hoặc nhiễm trùng hậu sản. Thì mình xem đây là một cái trường hợp bánh nhau phụ nè ha các bạn ha. Thứ nhất mình sẽ thấy là bánh nhau nó có hai phần, một phần đây bánh nhau chính nằm ở đây, và tự dưng nó có một cái phần xa xa nó cũng nằm ở cách biệt ra đó, một cái phần nhau nằm rời ra như thế này. Thì các bạn chú ý cẩn thận, tại vì có những trường hợp nhau bám bên. Nhau bám bên thì mình thấy là ở mặt trước và mặt sau của bánh nhau gì cũng đều có nhau, của tử cung đều có bánh nhau hết trơn á. Nhưng mà nếu mình cắt kỹ một lần nữa đó, mình cắt bên một lần nữa, mình sẽ thấy hai cái phần đó nó có dính với nhau, thì nó là bánh nhau bám bên thôi chứ không phải bánh nhau phụ. Còn bánh nhau phụ là mình cắt cỡ nào, mặt cắt nào thì hai cái phần này nó cũng không có dính chặt với nhau được hết trơn á, nó không có dính với nhau, mà nó sẽ là lúc nào nó cũng rời ra hết. Cái chỗ này là mình thấy nó chập, nhưng thật ra không phải nó chập nha, nó cắt ra nha, tại vì cái mặt cắt của nó mình mặt cắt mình thấy vậy, còn trong cái lúc mà mình siêu âm mình coi kỹ rồi là nó không có dính nhau phần nào hết trơn. Hai cái bánh chỗ này là cái nó chồng hình thôi. Thì cái dây rốn nó sẽ bám vào bánh nhau chính và nó sẽ tách ra cái mạch máu đi vào bánh nhau phụ, đây đi vào mạch bánh nhau phụ. Này trên lớp lơ đây, cái dây rốn nó cắm vào bánh nhau chính và nó tách ra cái mạch máu đi vào cái bánh nhau phụ, nó tỏa ra đi vào bánh nhau phụ. Đây cái phần cái đẻ ra. Thì cái ca này rất là tiếc, là tại vì khi mà sinh ra ra thì mình hôm đó mình không kịp đi lên phòng mổ để mình chụp từ cái lúc ra, thì nghe nghe cái bạn mà phẫu thuật viên nói là khi mà lấy ra thì nó có cái cục bánh nhau phụ nó bị đứt ra. Nó đứt ra rồi 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 mò mò lấy á, do mình có chẩn đoán trước á, mò lấy là lấy ra được một cục, những cái cục kia nó nhỏ nhỏ, nó nát nát hơn. Còn cái cục này là to nhất nè, cái phần này là phần to nhất thì nó nát nát hơn. Nhau ngoài màng đệm không bao hết nếp bánh nhau và có một nếp gấp ngay chỗ bám. Do cái bình thường á thì cái nguy cơ của nhau ngoài màng đệm á, là nó sẽ sảy thai nè, sinh non nè, xuất huyết vùng mép nhau hoặc trong túi ối làm tăng tỷ lệ chết tru sinh. Thì cái nguy cơ này là có thể xảy ra, tuy nhiên không phải tất cả các trường hợp nhau ngoài màng đệm đều xảy ra này ha. Hầu như tất cả các trường hợp nhau ngoài màng đệm nó vẫn an toàn, nhưng mà có một số tỷ lệ nhỏ là nó có sảy thai, có sinh non, có xuất huyết gây tăng tỷ lệ chết tru sinh. Đây, và mình hay chẩn đoán nhầm, các bạn hay chẩn đoán nhầm. Nhiều khi mình thấy những cái kết quả của các tỉnh chuyển lên á, là đọc là vách ngăn hoặc là đọc là giải sợi ối. Này không phải giải sợi ối nha các bạn, cái này hai đầu của nó cố định mà ha. Thì do cái màng đệm nó đáng lẽ nó bao hết cái bánh nhau, nó đi ra hết tới đây 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 bao hết bánh nhau, thì màng đệm từ đây nó đã chạy xuống đây rồi ha. Nó chạy từ đây xuống đây. Ở đây trường hợp này có rất là nhiều cái nếp gấp màng đệm do cái nhau nó nằm ngoài màng đệm đó.
Và cái những cái khóa trước á, mình hướng dẫn cái bài này á, thì các bạn hỏi cái phần này rất là nhiều, thật sự á, cũng khó khó giải thích để các bạn hình dung. Và khi mà mình bỏ cái doubler vô thì cái phần nếp gấp màng đệm đó, do cái nhau nó nằm ngoài màng đệm, đây là cái phần nhau nằm ngoài màng đệm, đây là cái phần nhau là có màng đệm che phủ nè, thì cái thì không có mạch máu ở bên trong, không có mạch máu ở bên trong đây ha, cái bánh nhau, đáng lẽ cái màng đệm nó phải đi tới rìa bánh nhau, nó phải bao phủ hết phần rìa bánh nhau, thì cái màng đệm này nè nó đi tới đây thôi, rồi nó vòng ngược trở lên, nó vòng ngược trở lên, nó thòng ra thành cái màng ối bao lấy em bé thôi, thành cái túi ối bao lấy em bé thôi, còn cái phần này chỉ có màng ối che phủ thôi chứ không có màng đệm, cho nên nó tạo thành một cái nếp gấp. Còn bây giờ đây là phần tử cung có vách ngăn nè các bạn, tử cung có vách ngăn có nghĩa là nó không liên quan tới bánh nhau như hồi nãy á, các bạn xem lại cái nếp gấp màng đệm này nè là nó có liên quan đến bánh nhau, nó thường là nó gặp ở lưng chừng của bánh nhau, nó sẽ tạo nên một cái nếp gấp đi lên, còn cái vách ngăn tử cung là nó đi từ cái thành tử cung đi lên, cái vách ngăn này nó sẽ có mật độ tương tự với lại cơ tử cung, và khi mà mình phổ màu lên á thì nó sẽ có mạch máu đi từ cơ tử cung đi vào, đi từ cơ tử cung đi vào luôn, đây là trường hợp tử cung có vách ngăn. Rồi kế tiếp mình chuyển sang phần bánh nhau màng. Bánh nhau màng các gai nhau bao bọc hoàn toàn túi ối ở giai đoạn đủ tháng luôn, có nghĩa là nhìn ở đâu cũng thấy nhau mà bánh nhau hết trơn, nó không thành một cái bánh nhau rõ ràng, nó thành cái nhu mô nhau, mà ở chỗ nào của cái nguyên cái túi thai cũng thấy cái bánh nhau hết trơn á, thì cái trường hợp này cực kỳ hiếm gặp. Nguyên cái giai đoạn từ hai mươi mấy năm nay mình đi làm, mình gặp được có một ca duy nhất thôi, một một hai ca gì thôi à, hiếm gặp lắm. Nó gây xuất huyết trước và sau sinh và cái tỷ lệ tử vong rất là cao, tại vì nếu như mà mình mà khi nó đã tử vong, xin lỗi, khi nó đã xuất huyết rồi á, không có cách nào cầm máu hết trơn, chỉ có nước là bệnh nhân nằm sẵn trên phòng mổ rồi cái mình cắt tử cung luôn thôi, nhưng không có cách nào cầm máu được, cái tỷ lệ tử vong rất là cao. Thành ra nếu mà mình gặp cái trường hợp mà ở đâu mình thấy nguyên cái mặt trong của cái lòng tử cung chỗ nào cũng cái bánh nhau, mà nó dạng như nó mỏng mỏng, nó mỏng mỏng, nó gồ ghề, nó mỏng mỏng mà nó bao hết toàn bộ cái cơ tử cung, là coi chừng bánh nhau màng là phải chuyển lên tuyến trên đó. Cái trường hợp đó phải chuyển lên tuyến trên, thậm chí mình phải tư vấn bệnh nhân chấm dứt thai kỳ luôn, tại vì mình để là nguy cơ rất là cao. Thì cái chuyện này thì mình có gặp thì có cái trường hợp đó, như cái bánh nhau màng thì một cái đồng nghiệp, mình có phân phân cho cái bạn đồng nghiệp đó theo dõi, thì sau đó thì cái bạn đồng nghiệp đó gọi, khoảng chừng sau một thời gian khoảng một tháng, bạn đồng nghiệp đó gọi điện thoại hỏi thăm với cái cô đó là ở Đồng Nai hay Bình Dương gì đó, hỏi thăm sao thì gọi cái số điện thoại lại gặp ông chồng ông mới nói là bà vợ mất rồi, tại vì xuất huyết rồi vô bệnh viện không có kịp, bà vợ mất rồi. Đó là cái trường hợp mà khi mà nó chảy máu là xà 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 và không cách nào cầm được hết trơn, chỉ có nước là cắt tử cung thôi. Siêu âm thì không thấy bánh nhau, hoặc chỗ nào cũng thấy bánh nhau hết trơn luôn. Đó. Đây là một cái trường hợp bánh nhau màng, các bạn chỗ nào cũng thấy bánh nhau hết trơn. Và khi chẩn đoán bánh nhau màng đó là chị làm là xác định nó là nhau cài răng lựu có nha. Khi nhau bánh nhau màng là nó cài bơ cắm bất thường rồi đó. Đó, chỗ này là nó bắt đầu nó tạo cái hồ huyết này, ghê chưa, cái thai này còn rất nhỏ, này có 10, khoảng mười mấy tuần, 12 tuần, 11, 12, 13 tuần gì đó, chỗ nào cũng thấy bánh nhau hết trơn luôn, nhau nó chiếm trọn hết luôn, và cái hình thái bánh nhau rất là bất thường, các bạn thấy không, rất là bất thường, nó không có phải nhu mô nhau bình thường, mình nó hồ huyết đa hình dạng, cái lacuna nó rất lớn.
là không không có thấy cái phức hợp sau nhau gì hết trơn, nguyên cái chỗ này là nó cài cắm bất thường. Thì cái ca này cũng tội nghiệp, cũng tội nghiệp bả, là bả tha thiết giữ thai, bả tha thiết giữ cái thai này. Thế là bác sĩ mình sau khi tư vấn như là bả tha thiết giữ thì mới cho bà đem đem cái cho bà đi về theo dõi. Xong nhưng mà dặn kỹ lắm, phải bắt đầu mà ra huyết là phải trở vô đó. Thì sau đó là bả nhập viện. Sau đó chừng vài ngày, không tới một tuần nữa, bà nhập viện, bà có gọi điện thoại cho mình, tại mình cũng dặn bà đó, bà có gọi điện thoại cho mình, bà báo rằng là bà về rồi, nhưng mà bà là nhập viện trở vô, thì vì nó ra huyết, thì sau đó bác sĩ phải phải xử lý như một cái trường hợp nhau cài răng lược đó, để mà giữ cái sức khỏe cho bà mẹ, cái thai này phải dừng, cái thai này phải dừng. Bánh nhau hình vòng, hình vòng hình nhẫn á, hình vòng hình nhẫn có nghĩa là nó đỡ hơn cái trường hợp bánh nhau màng, nhưng mà đã chẩn đoán bánh nhau hình vòng rồi là có nghĩa là cũng là cũng ý là muốn nói là nhau cài răng lược rồi đó, và nó không có chiếm hết lọ toàn bộ cái lòng tử cung, nhưng mà nó cũng vòng tròn, nó cũng dạng vòng tròn xung quanh một đoạn của cái tử cung, thường là ở đoạn dưới, hiếm gặp. Bờ bánh nhau nhô lên cuộn lại tròn lại, siêu âm cắt ngang thấy bờ hai bờ bánh nhau dày lên nhiều. Đây mình xem đây, nó hình tròn luôn ở một đoạn của cái tử cung đó. Không phải từ đầu tới, không phải từ đáy tử cung đến đến cổ tử cung đâu, nhưng mà một đoạn của cái tử cung mình cắt ngang mình thấy nó có dạng hình vòng tròn chập lại với nhau luôn như vậy đó, hình tròn vậy luôn, và nó cài răng lược. Các bạn thấy lacuna rất là nhiều, lacuna nó cài răng lược. Khi đã chẩn đoán bánh nhau hình vòng có nghĩa là nó cài răng lược hình vòng nhẫn đó. Đó, sau đó thì cắt cái tử cung luôn, cách nào gỡ ra đâu, nó bám vòng tròn như vậy, mình lộn cái tử cung ra xem. Bề dày bánh nhau, thay đổi về bề dày bánh nhau thì bánh nhau nó bề dày bánh nhau tăng khi bề dày bánh nhau trên 5 cm, thường gặp trong tiểu đường, bất đồng nhóm máu và nhiễm độc thai nhi. Bề dày bánh nhau mỏng thì gặp trong thai chậm tăng trưởng trong tử cung và đa ối. Đây bánh nhau dày thì các bạn có bạn hỏi mình là đo chỗ nào, đo như thế nào, thì dĩ nhiên là mình phải đo thẳng góc cái đầu giò, thẳng góc xuống cái vị trí nào mình thấy cái bánh nhau dày, mình đo thẳng góc tại cái vị trí đó và đo cái chỗ bề dày dày nhất thì ra được cái bề dày bánh nhau. Còn bánh nhau mỏng gặp trong thai chậm tăng trưởng, đây đây một cái trường hợp thai chậm tăng trưởng, cái chu vi bụng chỉ có 0,45% thôi, cái cân nặng dưới 0,3% thôi, và ở tuổi thai 30 tuần 4 ngày mà bề dày bánh nhau có 27 mm à, trong khi đáng lẽ ở cái tuổi thai này là phải trên 30 rồi đúng không? Hồi nãy mình nói cái tuổi thai tương đương với lại cái tuổi thai tính bằng tuần, tương đương lại số số cm số mm của cái ba bề dày bánh nhau ha, khoảng 30 ba mươi mấy mm rồi, này có 27 bánh nhau mỏng của thai chậm tăng trưởng, hoặc là trong trường hợp đa ối này, đa ối mênh mông này các bạn ha. Thì cái này một cái thai này là 34 tuần 3 ngày mà bề dày bánh nhau có khoảng 22, cho là cái chỗ này dày hơn là khoảng 25 26 gì thôi. Tụ máu dưới màng đệm bánh nhau quanh gai nhau. Tụ máu dưới màng đệm rất hay gặp ha, nhiều khi những cái trường hợp mà thường gặp có thể xảy ra trong cái thai chậm, có thể gây xảy ra trong một trường hợp bình thường động thai hoặc là thai chậm tăng trưởng trong tử cung vân vân ha. Thì những cái vùng nó sẽ ứ động dịch và fibrin, mình thấy có những cái mảng eco kém trôi 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 ở trong cái dịch đó luôn, xảy ra ở bản đệm bánh nhau và gai nhau tạo thành cái mảng fibrin. Đây tụ máu dưới màng đệm của bánh nhau, rồi đây là cái hồ huyết ở trong nhau, là những vùng eco kém chứa máu bờ không đều nằm ở trong nhau. Ở cái tuổi thai lớn á, ở cuối thai kỳ á, thì hồ huyết cũng là bình thường, nhưng mà có những trường hợp mình gặp ở tam cá nguyệt hai thôi, đầu tam cá nguyệt hai thôi ha,
Có những trường hợp thấy cái hồ huyết từ rất sớm, thai trứng toàn phần, nó mình thấy gai nhau thoái hóa nước, mình thấy cái hình ảnh tổ ong này, không thấy hình ảnh của thai mà toàn là thấy hình ảnh tổ ong chiếm trọn lòng tử cung luôn. Thai trứng bán phần là một phần gai nhau, nó sẽ biến thành nang, có thể là mình thấy, cũng có thể mình thấy được cái phần gai nhau bình thường được một chút, rồi cái phần còn lại của cái bên gai bánh nhau nó biến thành dạng nang giống như tổ ong vậy đó, hình ảnh tổ ong một phần ở trong tử cung đồng thời xuất hiện chụp cung chung với một cái thai nằm ở trong buồng ối. Khi có thai, có khi đa số các trường hợp này á, nhiều khi á, là nó sẽ bị lưu từ rất là sớm, thường là mình thấy một cái phôi thai lưu cộng với một cái bánh nhau nó biến dạng thành thành dạng tổ ong, như cũng có những cũng có trường hợp mình đã gặp rồi là một cái thai sống 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 sót ở trong tử đồng tử cung cộng với một cái bánh nhau mà có cái bánh nhau dạng tổ ong. Đây cái bánh nhau dạng tổ ong. Đây cộng chung với một cái thai còn sống. Bù nhau thai thường gặp ở mẹ tiểu đường, rất hay gặp ở mẹ tiểu đường, những cái bất thường của bánh nhau rất hay gặp ở mẹ tiểu đường nha các bạn. Bất đồng nhóm máu rezuit hay thiếu máu nặng hoặc là nhiễm độc thai nghén nặng. Hình ảnh siêu âm á là bánh nhau dày phù nề ha. Đây là một cái trường hợp phù nhau thai nè. Cái này nó có tràn dịch màng phổi nè. Đây nó phù da, phù dưới da. Da da gốc mũi dày. Tràn dịch màng phổi. Nó có cái hygromacystic. Bánh nhau nó cũng dày luôn. Đó, bánh nhau rất là dày. 15 tuần mà bánh nhau đã dày 32. Chuyển qua cái phần nhau bông non thì á, hả mình cũng chia sẻ với các bạn á, là đến giây phút này á, mình làm ở trong cái siêu âm tiền sản, siêu âm cái chẩn đoán hình ảnh mà chuyên ngành siêu âm của mình là đã hơn 20 năm rồi. Vậy mà mình cũng chưa bao giờ mình cảm thấy là mình vững tin khi mà mình chẩn đoán nhau bông non, thiệt tình luôn á. Mặc dù mình gặp cũng khá nhiều á, mà mỗi lần đi trực á, sợ hỏi hỏi cơ hỏi từ các anh chị lớn cho tới các bạn nhỏ, thì dĩ nhiên các bạn nhỏ thì sợ rồi, từ các anh chị lớn luôn là ai cũng sợ nhất trong đêm trực là gặp nhau bông non, sợ lắm. Tại vì sao? Tại vì nó thiên hình vạn trạng và nó khó chẩn đoán, cái số ca mà nó dễ chẩn đoán nó đếm trên đầu ngón tay, chỉ khoảng chừng thí dụ như 100 ca thì số ca mà nó rõ ràng ra là nhau bông non nó chỉ khoảng chừng 10 đến 20%, còn lại 80% 90% là nó là những cái thể không có điển hình, nó khó mà mình phải có kinh nghiệm, cộng với có những cái trường hợp mình cũng phải chẩn đoán nước đôi chứ còn mình không có dám khẳng định luôn, có những trường hợp là như vậy luôn. Thì các bạn xem đây là một cái trường hợp nhau bông non mà thể điển hình nha, đây là cái thể điển hình dễ thấy nha, mình thấy cái bánh nhau này nó sệ xuống thấp nè, ở bên trong này là có một cái khối eco hỗn hợp nó đẩy lồi cái bánh nhau xuống đó, bánh nhau này. Bánh nhau đáng lẽ nó đang đi từ từ phía dưới nè, đây phía trên và trên, tự dưng nó có một cái khối hỗn hợp cũng giống bánh nhau ghê không, mà nó đẩy lồi cái bánh nhau ra, đó là cái khối máu tụ sau nhau đó. Đây là cái khối máu tụ sau nhau. À, nếu như bạn nào mà chưa có kinh nghiệm, có nhiều khi nhìn tưởng đây là cái bánh nhau, không phải, đây là cái khối máu tụ sau nhau. Mà đây là trường hợp điển hình nha các bạn. Đây là trường hợp điển hình. Còn trường hợp mà không điển hình, có nhiều khi không thấy một cái cấu trúc nào khác phản âm với lại cái bánh nhau này hết trơn. Chỉ thấy bánh nhau nó cong cong tròn tròn thôi, và cái bờ của bánh nhau nó tù tù thôi. Nhưng mà phải dựa trên triệu chứng lâm sàng để bệnh nhân đau bụng dữ dội, hoặc là cái bụng bệnh nhân cứng như gỗ ha. Hoặc là nhiều khi ở bên lâm sàng cũng nhá cho mình biết là ở cái trường hợp này nước ối đỏ, hoặc là trong cho mình thấy ở trong buồng ối nó có những cái sợi sợi fibrin, sợi dây máu, chứng tỏ là trong buồng ối có xuất huyết cộng với triệu chứng lâm sàng. Rồi mình ráng mình đi tìm
có những trường hợp tìm tìm thì thấy, ráng tìm thì thấy, và có những trường hợp ráng tìm cũng không thấy, và có những trường hợp là mình cũng chẩn đoán không ra, và có những trường hợp mình phải bàn với bên lâm sàng đó là trường hợp này thật sự không thấy nhưng mà nghi ngờ, không thấy rõ nhưng mà nghi ngờ, để cho bên lâm sàng người ta chẩn đoán, người ta theo dõi sát và người ta có cái can thiệp kịp thời. Còn đây là một cái trường hợp khác của nho bông non. Đây cái bánh nho nó dày, dày là một cái yếu tố, bánh nho dày, tiền sản vật là một cái yếu tố nguy cơ của nho bông non. Mình xin lỗi các bạn, mình có cái điện thoại của khoa. Chơi hình như chị chưa bật mic. Cô tắt mic rồi coi. Rồi. Các bạn thấy là đây là vẫn là cái bánh nho bình thường, bánh nho dày, và cái bánh nho này nó có phản âm dày dày hơn bình thường một chút, phản âm dày hơn bình thường. Cái mình thấy ở đây nó có một cái phần eco hỗn hợp. Trong cái đám này nó mình thấy có một cái dạng eco hỗn hợp đây. Nhưng mà không phải tất cả đều là ngó tụ sau nhau nữa các bạn ha. Trong cái đám hỗn hợp này mình ráng mình tìm mình nhìn cho kỹ á thì mình thấy ở đây nó có một cái phần phản âm kém. Đây, cái phần phản âm kém hơn bình thường lồi ra. Đó chính là cái khối máu tụ sau nhau đó, mà nhỏ vậy thôi đó. Trong cái đám hỗn hợp đó không phải tất cả đều là ấy đâu, mà chỉ có cái phần máu tụ sau nhau nhỏ nhỏ đó thôi. Thì cái trường hợp vừa rồi á là một cái trường hợp vừa rồi là một cái thai tiền sản vật ha, nguy cơ cao ha, tiền sản vật có cái bánh nhau này nó dày và có một cái khối dạng eco hỗn hợp ở đây. Trong cái khối eco hỗn hợp thì mình ráng mình tìm tìm thì có thấy có một cái khối có khác phản âm với lại cái bánh nhau đây, các bạn thấy nó khác phản âm với cái bánh nhau đó. Nó khó như vậy đó, nó không có dễ, nó khó quá. Thành ra hả, đang trong cái trường hợp mà mình đã đưa lên clip như vậy là các bạn thấy là nó cũng khá là rõ rồi đó, mà còn thấy khó đúng không? Thì có những cái trường hợp nó khó hơn nữa, thậm chí mình tìm 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 không thấy cái khối nho bông non đâu hết trơn, dựa trên những cái dấu hiệu gọi là gián tiếp, ví dụ như là bờ của bánh nho nó tròn, hoặc là bánh nho tự dưng có cái những trường hợp bánh nho nó co cụm lại thành một cục,
nó co tròn cái bánh nhau lại thôi, nó chỉ giống như là nó cong, nó gò, giống như mình tưởng tượng như cái tử cung nó gò thì cái bánh nhau nó cũng sẽ bị co lại thêm theo cái tử cung nó gò thôi. Nó rồi cái trong cái buồng ối nó có những dải sợi tơ huyết, thì mình mới chủ động mình sang mình nói với bên lâm sàng đó là nó trường hợp này nghi ngờ nhưng mà không có thấy cái khối máu tụ sau nhau, thật sự không thấy thì mong là bên lâm sàng sẽ theo dõi sát, thì cuối cùng cái trường hợp đó mổ ra đúng là có nhau bông non. Nó có những trường hợp như vậy chứ còn mình không phải trường hợp nào cũng thấy nhau bông non, mà trong y văn cũng ghi nhận ha, trong y văn cũng ghi nhận là nhau bông non có những trường hợp không có dấu hiệu gì hết trơn luôn, trên siêu âm không có dấu hiệu gì trên siêu âm cả. Rồi bướu máu bánh nhau. Bướu máu bánh nhau thì rất ít gặp. Cái hình ảnh là mình sẽ thấy một cái khối u nổi hẳn ở phần màng đệm của bánh nhau và có tăng sinh mạch máu. Thì bướu máu bánh nhau có ảnh hưởng đến sự phát triển của thai, nếu như cái khối bướu máu mà nó to quá mà nó thu hút nhiều máu đến cái khối bướu đó quá thì có thể gây thiếu máu và phù thai. Đây là một cái trường hợp này. Bánh nhau đây. Và ở đây nó phồng về phía màng đệm của bánh nhau một cái khối eco kém. Để Doppler lên thì nó có tăng sinh mạch máu vào bên trong của cái khối bướu máu bánh nhau này. Đó. Đây là một cái trường hợp là bướu máu bánh nhau khá lớn, có đa ối và thai nhi nó có bị thiếu máu phù thai. Đây, cái tim nó to và nó có hở van ba lá. Đó, do nó tăng cung lượng tim, tại vì nó thiếu máu nó phải tăng cung lượng lên để nó cung cấp cho cơ thể. Tĩnh mạch rốn giãn, nó có tim to, tĩnh mạch rốn giãn, gan to, nó có tình trạng thiếu máu, thấy rõ ha. Đây cái gan của em bé rất là to, gan to. Và tăng PSV của động mạch não giữa, tăng cái vận tốc đỉnh tâm thu động mạch não giữa ha. Ở tuổi thai này mà nó 60 cm trên giây tính ra là nó phải là 1,5 mom, có nghĩa là nó có tình trạng thiếu máu bào thai cũng khá là nặng. Rồi kế tiếp mình sang cái phần là nước ối ha các bạn, vai trò của nước ối ha là bảo vệ thai nhi chống lại chấn thương cơ học nè, cung cấp dinh dưỡng nè, vân vân, thì cái này để cho đề mình về mình đọc ha, thì các bạn cũng biết rồi, hình thành và tái hấp thu nước ối. Nước ối hình thành xuất hiện ngày thứ 12 sau thụ tinh là đã có nước ối rồi. Rồi sau đó đó thì nó có sự hình thành từ ba nguồn. Thứ nhất là từ da, từ thận, phổi, và từ tuần thứ 20 thì xuất hiện nguồn nguồn ối từ khí phế quản. Thì mình nhớ là ở giai đoạn đầu của thai kỳ á, là nó từ da. Rồi sau đó nó mới từ thận và phổi, cho nên có những trường hợp á, nó thiểu sản thận hoặc là thậm chí nó bất sản thận luôn, nhưng mà ở giai đoạn đầu thai kỳ nó vẫn có nước ối. Nó vẫn có nước ối chứ không phải nó vô ối ngay từ đầu nha các bạn. À, có những trường hợp mà nó tới mười mấy tuần mình thấy nó mới thiểu ối dần 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 dần, xong rồi sau đó nó vô ối luôn, và sau đó mình khi thai nó lớn thì mình mới phát hiện là nó bị loạn sản thận hai bên luôn, nó hai thận nó đều không có chức năng luôn, nó mới vô ối chứ không phải ngay từ đầu nó đã vô ối. Thì nước ối tự thả tạo thành ba nguồn, thứ nhất là từ thai, thứ hai từ màng ối, và thứ ba từ mẹ. Do đó có những trường hợp á, là thai nó không có vấn đề nhưng mà màng ối hoặc là mẹ có vấn đề thì nó vẫn thiểu ối, hoặc là ngược lại. Có những trường hợp thai có vấn đề nhưng mà màng ối và mẹ thì lại không có vấn đề, thành ra nó vẫn còn 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 có nước ối, trong trường hợp giống như mình nói loạn sản thận hai bên, nhưng mà cái giai đoạn đầu nó vẫn có lượng ối. Đó là do gì? Cái màng ối và cái sự trao đổi chất tốt thì nó vẫn có tạo nước ối ra cho cái thai đó. Thì sự tái hấp thu nước ối được thực hiện bởi hệ tiêu hóa của thai nhi và qua da, qua dây rốn và qua màng ối, cho nên nước ối sẽ luôn luôn được tái tạo. Cái yếu tố ảnh hưởng lên sự tái tạo hấp thu nước ối đó, thứ nhất là tuổi thai, thứ hai là cân nặng thai nhi và huyết động học của người mẹ nữa. Có nghĩa là lúc nào cũng có sự cân đối giữa thai và mẹ hết nha các bạn. Ha, nước ối á. Định nghĩa thiểu ối trên siêu âm là khi AFI dưới 5.
hoặc là khi khoan ối lớn nhất dưới hai. Nguyên nhân của thiểu ối thì có tất cả những cái nguyên nhân lớn sau đây. Thứ nhất là do dị tật thai, chút xíu mình nói sau. Thứ hai là thai chậm tăng trưởng. Thứ ba là nhiễm khuẩn. Thứ ba là động mạch rốn duy nhất, u mạch cuốn rốn và ối vỡ non. Cái nguyên nhân ối vỡ non thì các bạn phải luôn luôn qua để ý, tại có những trường hợp mình không thấy thai như có bất thường gì hết hết trơn, mà bệnh nhân đi khám thì phát hiện là ối ít, thì mình phải hỏi bệnh nhân là chị có bị ra nước hay không, hoặc là bác sĩ lâm sàng đứng trước một trường hợp mà thai mà không có vấn đề gì hết mà thấy thiểu ối như vậy thì cũng phải thử coi coi là phải thử cái test để coi có bị vỡ ối hay không. Thì dị tật thai thì cái nguyên nhân hàng đầu là bất sản thận, thiểu sản thận hoặc loạn sản thận, hoặc là trường hợp hẹp van niệu đạo sau thì nó không có nước ối, nó không có thoát ra được hẹp van niệu đạo sau. Thì nhưng mà cái van hẹp van niệu đạo sau mà đến giai đoạn mà nó thiểu ối luôn á thì là nó cũng thể hiện rất là rõ rồi. Cái hệ niệu nó bất thường cũng khá rõ rồi. Nguyên nhân do thai thì mình thấy là đây trường hợp loạn sản thận hai bên. Đây, thận nó đa nang, loạn sản thận đa nang luôn. Và thai nhi nó vô ối, mình thấy là thai nó nằm sát thành tử cung luôn. Nguyên nhân về phía mẹ, vì mẹ mắc các bệnh gây thiếu oxy trường diễn do thai, ví dụ như bệnh mẹ bị cao huyết áp, mẹ hút thuốc lá, hút thuốc lá là nguyên nhân gây thiếu oxy trường diễn cho thai, thai chậm tăng trưởng tử cung rồi đó, rồi nhiệt giáp nữa, rồi mẹ sử dụng các thuốc kháng prostaglandin, indomethacin để hóa trị liệu ung thư là cũng ảnh hưởng đến gây thiểu ối, hoặc là có những trường hợp là không tìm thấy nguyên nhân đến 30% nha các bạn, không phải lúc nào cũng tìm thấy nguyên nhân, có những trường hợp không có nguyên nhân gì hết mà thai nhi nó vẫn thiểu ối. Hậu quả của thiểu ối thì nó gây thiểu sản phổi, gây biến dạng hệ bì cơ và gây chèn ép di rốn. Thì chẩn đoán thiểu ối trên siêu âm thì đầu tiên mình phải loại trừ ối vỡ non như mình đã nói với các bạn hồi nãy, vật tiền nguyên nhân qua khảo sát hình thái học của thai. Thì mình có một cái lưu đồ này cũng khá là gọi là tỉ mỉ nè các bạn. Thứ nhất, khi mà mình tìm những cái dị tật của thai thì đầu tiên mình phải nên quan tâm đến cái thận thai nhi trước, nếu có dị tật. Nếu mà có thận, có cái thận của thai á mà nó có á thì mình đi tiếp, còn nếu như mà không là coi chừng bất sản thận. Mình có thận thì mình sẽ coi hình dạng và kích thước, nếu mà bất thường thì mình coi, nếu giờ thận nhỏ eco dày hay thận lớn eco dày hay thận đa nang gì đó thì coi chừng nó rơi vào trường hợp loạn sản thận. Còn nếu mà hình dạng kích thước bình thường thì mình sẽ coi tiếp tới bàng quang. Bàng quang này mà nếu mà lớn và giãn nở bể thận thì sẽ là hẹp van niệu đạo sau hay tắc nghẽn niệu quản gì đó. Còn nếu như là bàng quang nó bình thường, bình quang cũng chứa nước tiểu bình thường thì mình sẽ coi sự phát triển của thai nhi, coi thai có chậm tăng trưởng trong tử cung không. Nếu thai chậm tăng trưởng thì sẽ theo dõi sát và sẽ xử trí theo phác đồ của thai chậm tăng trưởng. Còn sự phát triển của thai bình thường á thì là nó sẽ rơi vào trường hợp là mình sẽ xem lại coi bà mẹ như thế nào ha. Có bị những cái bệnh lý nền gì như nãy mình nói không, thiếu huyết động mạch ra sao, có dùng những cái loại thuốc gì hay là không, hoặc là nó rơi vào trường hợp là không có nguyên nhân, có những trường hợp không có nguyên nhân. Rồi mình qua phần đa ối thì chẩn đoán đa ối trên siêu âm khi nào, khi khoan ối lớn nhất trên 8 hoặc là AFI trên 24, một trong hai, hai tiêu chuẩn này, một hoặc hai tiêu chuẩn này. Có 3 nhóm nguyên nhân, do mẹ là chiếm 20% gây đa ối, do thai 20% và không rõ nguyên nhân đến 60%. Các bạn nhớ thiểu ối thì nguyên không rõ nguyên nhân là 30%, mà đa ối thì không rõ nguyên nhân đến 60%. Trước khi mình kết luận đa ối không rõ nguyên nhân thì phải loại trừ bất thường nhiễm sắc thể hoặc những bất thường khác của thai. Chứ nhiều khi hả mình chưa chi mình đã nói không rõ nguyên nhân rồi mình ngừng lại để không có đi tìm cái nguyên nhân thì không có đúng ha. Nguyên nhân về phía mẹ thì có những cái bệnh lý nội khoa là nguyên nhân tiểu đường là chiếm một cái con số rất là lớn nha. Có những trường hợp rất là nhiều nha các bạn, mình thấy nước tiểu xin lỗi nước ối nó nhiều nhiều một chút hoặc là nó đa ối ha, gọi là dư ối, nó nhiều 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 nhưng nó chưa đến mức độ đa ối, hoặc là nó đa ối rồi thai nhi nó chậm tăng trưởng hoặc là thai nhi nó to, hỏi ra thì đúng y như bon là bà mẹ bị tiểu đường. Cho nên cái nguyên nhân tiểu đường này các bạn phải chú ý nè. Thai nó thiếu máu nặng nó cũng có thể gây đa ối. Rồi bệnh lý nhiễm trùng, ví dụ như giang mai, toxoplasmo hoặc là cytomegalovirus này,
những cái bệnh lý này gây đa ối rất là nhiều nè, bất thường nhóm máu mẹ con như vậy. Nguyên nhân do thai thì thứ nhất là đa thai, cái đa thai á, thì đặc biệt là thai cùng trứng nhiều khi nó gây những cái biến chứng của song thai một bánh nhau chẳng hạn, nó gây một thai đa ối, một thai tiểu ối, nó gây đa thai, rồi rối loạn nhiễm sắc thể là nguyên nhân cũng khá là hàng đầu á, như các bạn có những trường hợp đa ối là rối loạn nhiễm sắc thể hoặc phù nhau thai thì nó là đa ối thì dễ hiểu rồi, rồi bất thường bánh nhau di rốn một động mạch, như hôm qua mình có nói với các bạn á, di rốn một động mạch thì nó có liên quan đến rối loạn nước ối, tình trạng rối loạn nước ối nó có thể gây thiểu ối, có thể gây đa ối ha, trong bánh nhau cái dây rốn á, một động mạch là một cái mà nhiều khi mình hay quên mình bỏ qua, nhưng mà nó có thể gây thiểu ối, cũng có thể gây đa ối, dị tật bẩm sinh rất là nhiều, dị tật có thể dẫn đến đa ối, dù dị tật hệ tiêu hóa nè, dĩ nhiên rồi ha, mình hiểu rồi, còn dị tật hệ thần kinh trung ương cũng như cũng vậy, cũng hay gây đa ối, dị tật hệ tim mạch, hệ cơ xương rất hay gặp như các bạn, mấy cái thai mà loạn sản hệ xương đó, nó hay kèm với đa ối dư ối lắm, dị tật hệ hô hấp và dị tật hệ tiết niệu. Đây những cái nguyên nhân đây, dị tật hệ tiêu hóa thì các bạn xem thêm, dị tật hệ thần kinh trung ương, nhất là thai vô sọ hay dư ối đa ối lắm, thả não uống thủy, thoát vị não vân vân, hẹp thực quản đi các bạn, hẹp thực quản kèm với hẹp tá tràng. Hệ tim mạch hệ cơ xương ha, loạn sản xương, loạn dưỡng xương, mấy cái trường hợp mà mất giảm vận động cái gọi là akinesia, gọi là dịch tiếng Việt là dịch tiếng Việt của cái akinesia này là giảm động, hội chứng giảm giảm cử động thai, hội chứng giảm cử động thai, nên cái thai nó bất động luôn ở trong trong bụng mẹ, nó không mình không thấy nó cử động, bà mẹ cũng nói là không thấy hoặc là ít thấy nó cử động, mà trong cái quá trình mình khảo sát mình thấy thai nằm im nó không cử động gì hết, nên và nó cũng rối loạn vận động đến nỗi mà nó cũng không có cái phản xạ nuốt nữa, do đó là em bé nó cũng đa ối dư ối luôn. Dị tật hệ hô hấp, dị tật hệ tiết niệu, đây mình xem cái lưu đồ chẩn đoán, nhất là mình coi dạ dày như có hay không, nếu không mới là coi chừng teo thực quản, nếu mà có thì mình sẽ coi hình dạng và kích thước, nó có hình bóng đôi thì nó là hẹp tá tràng, và nó có nếu mà nó có hình dạng kích thước bình thường thì mình sẽ xem cái vị trí của dạ dày, nếu mà vị trí dạ dày nó lên lồng ngực nó nằm nó bất thường thì coi chừng thoát vị hoành đó, còn nếu mà vị trí dạ dày vẫn bình thường vẫn nằm trong bụng bụng thì phải coi cái sự nuốt của thai nhi, nếu mà không có sự nuốt thì coi chừng dị dạng hệ thần kinh hoặc là akinesia như nãy mình nói đó, rồi coi coi có nếu sự nuốt bình thường em bé vẫn hã miệng ha, vẫn có miệng vợ hã miệng rồi có dịch ối trong miệng xong hồi cái hết dịch ối nữa thì nó có nghĩa là nó nuốt bình thường, thì cái sự phát triển của thai nhi mình sẽ coi, nếu mà thai to coi chừng tiểu đường, nếu mà bình thường là coi chừng những cái bệnh lý nhiễm trùng rất là hay gây đa ối nha các bạn. Thì cái này á, là cái bản tóm tắt của cái đa ối và thiểu ối nãy giờ mình nói á, về định nghĩa, về nguyên nhân cũng như về lâm sàng thì các bạn có thể tham khảo thêm. Thì cái bài hôm nay đến đây là cái bài này hôm nay là đến đây là hết. Thì cái bài cũng dễ hiểu thôi ha, dễ hiểu. Các bạn có thể đọc thêm. Tại vì mới vô mới mới hay mới nghe một lần đó, thì nhiều khi nó chưa có thấm. Bạn đọc thêm để nắm những cái tiêu chuẩn chẩn đoán cũng như là những cái nguyên nhân hàng đầu để mình có thể chẩn đoán được chính xác, vì bất cứ ca nào mình cũng phải coi bánh nhau dây rốn mà cũng coi bánh nhau nước ối mà, thành ra mình phải 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 nắm vững cái bài này. Rồi, bạn nào có câu hỏi mình có thể đặt luôn bây giờ không?
Cô cho em hỏi về cách đo bề dày bánh nhau, mình tham khảo thế nào để đánh giá bánh nhau dày? Cô chỉ lại cái tiêu chuẩn phù nhau thai. Cái tiêu chuẩn phù nhau thai các bạn sẽ được học trong bài phù nhau thai như là bài của bác sĩ Xuân Lan hướng dẫn nha, các bạn sẽ được học cái bài hydrop á. Rồi còn đánh giá bánh nhau dày như thế nào thì mình nói rồi, cái cách mà đơn giản nhất là cái bề dày của bánh nhau nó sẽ tương đương với lấy cái tuổi thai mà tính theo tuần mà tính bằng mm á, đa số là cỡ đó. Còn cái cách đo bề dày bánh nhau thì bạn sẽ nhìn thấy bánh nhau dày, bạn thấy nghi ngờ bánh nhau dày, bạn sẽ đo vuông góc với lại cái vị trí ngay tại chỗ cái bánh nhau nó nằm, và mình đo mình giống từ cái bảng đệm đến bảng đáy thế thôi. Nhờ cô nói thêm phần nhau ngoài màng đệm dễ nhầm với dãy sợi ối hay vách ngăn tử cung quá cô. Bạn bạn theo dõi kỹ lại nha, mình hướng dẫn lần này các bạn nghe kỹ nha. Cái vách ngăn tử cung thì nó phải xuất phát từ cơ tử cung đúng không? Nó không thể xuất phát từ giữa bánh nhau được. Rồi đầu tiên là vách ngăn tử cung hay là nếp gấp màng đệm hay là nếp gấp màng ối gì đi chăng nữa đó. Nếp gấp nha chứ bạn, chứ không phải giải sợi ối nha. Thì là nó phải có hai đầu cố định. Hai đầu cố định chứ nó không có lơ lửng ở trong buồng ối. Còn giải sợi ối là nó sẽ có một đầu lơ lửng trong buồng ối, nó sẽ phất pha phất phơ và nó quấn vào trong thai nhi. Đó, nó mới gây nên cái hội chứng giải sợi ối. Còn cái nếp gấp màng ối là nó cũng có hai hai đầu cố định vào bánh vào vào hai đầu cố định, cũng như và vách ngăn tử cung cũng vậy, nó cũng có hai đầu cố định, và nếp gấp màng đệm ở trong nhau ngoài màng đệm nó cũng có hai đầu cố định, và do đó nó không có quấn được vào thai nhi, cho nên mình không có chẩn đoán phân biệt cái thằng đó với lại cái giải sợi ối, hai cái chuyện nó khác nhau. Rồi thứ hai, vách ngăn tử cung thì nó phải xuất phát từ cơ tử cung, nó không có liên quan đến bánh nhau, nó đi từ cơ tử cung nó đi lên nè, và cái phản âm của bánh nhau á, ủa xin lỗi, phản âm của vách ngăn á thì nó sẽ giống như với phản âm của cơ tử cung và nó có mạch máu đi vào. Các bạn xem đó, đó là phần vách ngăn của tử cung. Rồi còn còn nếp gấp màng đệm, trong cái nhau ngoài màng đệm thì bình thường á, bạn nhớ nè, những cái màng bào thai nó sẽ gồm có 4 lớp, hai lớp màng đệm và hai lớp màng ối. Cho dù nó không có màng đệm nó vẫn còn cái màng ối nha. Thì bây giờ mình nhìn đây, đây là cái phần bánh nhau mà nó được bao phủ bởi 4 lớp. 4 lớp là hai lớp màng đệm và hai lớp màng ối. Còn cái phần mà từ đây trở ra ngoài đến cái mép nhau này nè, nó không có màng đệm, nó chỉ có màng ối phủ lên thôi. Còn cái phần màng đệm nó chỉ tới đây, đáng lẽ nó phải đi ra tới đây rồi nó mới phủ xuống thành cái túi ối. Thì cái màng đệm nó chỉ đi tới đây thì nó lại thòng xuống. Nó thòng xuống, nó cộng với lại cái màng ối đi tới đây, chập lại thành một cái màng thòng xuống, bao thành một cái túi ối chứa thai nhi bên trong. Nó là thành cái tạo thành một cái nếp gấp màng đệm, thì nó có liên quan đến cái vị trí nằm ngay chính giữa của cái bánh nhau đây, nằm ngay chính giữa của cái bánh nhau này, nó có liên quan này, ngay tại vị trí của bánh nhau nè nó mới đi lên một cái phần cái nếp gấp. Còn hồi nãy cái vách ngăn tử cung là từ đây đi lên đây thành cái vách ngăn tử cung. Rồi bạn hiểu rõ chưa? Nói chung đây là cái khái niệm khó hiểu, thật sự ra cái lớp nào cũng hỏi cái phần nhau ngoài màng đệm, mà thật sự cái các bạn cố gắng lắng nghe mình giải thích xong rồi, nếu như các bạn vẫn chưa hiểu các bạn có thể đi lên phòng xanh á, đi lên phòng xanh cầm cái bánh nhau mà có cái màng ối phủ xuống á, để mà hiểu cái sự phủ của màng đệm và màng ối như thế nào trước ha. Cái bánh nhau như thế này, rồi cái màng đệm với cái màng ối nó phủ xuống giống như cái mùng, tạo thành một cái túi trong đó có chứa nước ối và thai nhi ở bên trong.
Đó, nếu như mà nó đi tới tới cái mép bánh nhau nó mới phủ xuống, còn nếu như nó không đi tới mép bánh nhau mà nó đi tới giữa thôi thì cái màng đệm nó phủ xuống, nó tạo thành nếp gấp. Còn cái màng ối thì nó vẫn bọc từ bên mép ngoài của bánh nhau. Nó hơi khó hiểu một chút, các bạn có thể đọc thêm 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 sách, thêm vở để hiểu thêm rõ hơn. Còn cái khả năng của mình diễn giải được tới đó là mình không biết diễn giải làm sao hết trơn. Bạn bạn Đỗ Hải, cô ơi, chẩn đoán phân biệt một trường hợp thai trứng bán phần vẫn có cấu trúc thai bình thường bánh nhau dạng tổ ong với một trường hợp thai kèm loạn sản trung mô bánh nhau. Đúng rồi, bạn bạn Đỗ Hải này rất là giỏi nè. Bạn Đỗ Hải hỏi ngay đúng cái phần mà cần phải chẩn đoán phân biệt đó. Thật sự không chẩn đoán phân biệt được giữa hai cái bạn này ha, hai cái bạn này bánh nhau dạng tổ ong với lại cái trường hợp loạn sản trung mô bánh nhau cũng là bánh nhau dạng tổ ong. Thì có những trường hợp người ta lựa chọn phải sinh thiết gai nhau ngay tại cái vị trí đó để người ta xem nó là loạn sản trung mô bánh nhau hay là thai trứng bán phần, và người ta có thể thử thêm beta HCG, tại vì trong trường hợp mà thai trứng thì nó tăng rất là dữ dội ha, còn trong cái loạn sản trung mô bánh nhau thì nó không có tăng. Mà có những trường hợp mà không có tăng beta HCG nhưng mà người ta nghi ngờ ha, nghi ngờ ví dụ như cái thai nó chậm tăng trưởng vân vân ha, thì người ta có thể lựa chọn là sinh thiết gai nhau nữa đó. Thưa cô, cho em hỏi thêm về vôi hóa bánh nhau khi tuổi thai trưởng thành có dấu hiệu vôi hóa là bình thường. Vậy dấu hiệu vôi hóa cộng chia thùy rõ tuổi thai nào thì đánh giá là bệnh lý? À, thí dụ như ở quý 2 của thai kỳ mà nó vôi hóa thì nó là vôi hóa sớm. Ở quý 2 của thai kỳ mà nó thí dụ nó chỉ một vài ba nốt lấm tấm thì thôi, còn quý 2 thai kỳ mà nó vôi hóa rõ luôn, nó thành cái dạng giống như vôi hóa độ 2 luôn là vôi hóa sớm rồi em. Việc bổ sung canxi sớm có liên quan đến vôi hóa bánh nhau sớm không cô? Mình nghĩ là không ha, tại vì bà bầu nào cũng cũng bổ sung canxi hết trơn á, bà bầu nào mà không bổ sung mà thậm chí người ta còn khuyên mình phải bổ sung canxi nữa. Tại vì bạn Tùng này là nam nè, chưa có hiểu, chưa không có mang thai không có hiểu nè. Những cái bà mà không 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 bổ sung canxi rất là hay bị dập tẻ nè, bị rối loạn hô hấp nè, vân vân ha, rất là khó chịu ha. Thường những cái người đó phải ăn mình phải ăn uống đầy đủ, mình phải bổ sung canxi, chứ còn đâu mà đâu phải ai bổ sung canxi cũng 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 bị bánh bao nhau vôi hóa đâu. Thường bánh nhau vôi hóa sớm nó có liên quan đến những cái bệnh lý, ví dụ như thai chậm tăng trưởng trong tử cung, hoặc là nhiễm trùng bào thai vân vân nha, hoặc là một số cái rối loạn nhiễm sắc thể, nó có vôi hóa sớm chứ đâu thai bình thường nào mà tự nhiên vôi hóa sớm đâu.